Tiếp nối vai diễn trong Thương Ngày Nắng Về, Đình Tú và Huyền Ly Di đã có bộ ảnh chụp chung cực tình cảm, giống như Vân Trang và Duy trên phim. Trong phim mới Thương Ngày Nắng Về, Đình Tú và Huyền Ly Di là một cặp. Ở công ty, Vân Trang, Huyền Ly Di vừa là đàn chị vừa là sếp của Duy, Đình Tú. Hai người sau này nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng lại vướng mối quan hệ rắc rối từ phía bố mẹ. Khi xem phim, khán giả phần lớn dành lên khen cho sự đẹp đôi về ngoại hình của Đình Tú và Huyền Ly Di. Cả hai cũng thể hiện được sự ăn ý trong các phân cảnh cùng nhau. Mới đây, Huyền Ly Di và Đình Tú cũng khoe bộ ảnh mới mà cả hai vừa thực hiện. Hai diễn viên không ngại thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm và thân mật với nhau. Bạn thấy cặp đôi này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.